Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao sắc cũng gọi là thậm thâm, vì sao thọ tưởng hành thức cũng gọi là thậm thâm. Như vậy cho đến, vì sao tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng gọi là thậm thâm, vì sao quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng gọi là thậm thâm. Phật dạy, thiện hiện, vì sắc chân như thậm thâm, nên sắc cũng gọi là thậm thâm. Thọ tưởng hành thức chân như thậm thâm, nên thọ tưởng hành thức cũng gọi là thậm thâm. Như vậy cho đến tất cả hạnh đại Bồ Tát chân như thậm thâm, nên tất cả hạnh đại Bồ Tát cũng gọi là thậm thâm. Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chân như thậm thâm, nên quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cũng gọi là thậm thâm. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật, vì sao sắc chân như thậm thâm, vì sao thọ tưởng hành thức chân như thậm thâm. Như vậy cho đến, vì sao tất cả hạnh đại Bồ Tát chân như thậm thâm, vì sao quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chân như thậm thâm. Phật dạy, thiện hiện sắc chân như tức chẳng phải sắc, chẳng phải lìa sắc cho nên thậm thâm. Thọ tưởng hành thức chân như tức chẳng phải thọ tưởng hành thức, chẳng phải lìa thọ tưởng hành thức cho nên thậm thâm. Như vậy cho đến tất cả hạnh đại Bồ Tát chân như tức chẳng phải tất cả hạnh đại Bồ Tát, chẳng phải lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát cho nên thậm thâm. Quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật chân như tức chẳng phải quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật, chẳng phải lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật cho nên thậm thâm. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, thật kỳ lạ thưa Như Lai, Ngài đã phương tiện vi diệu, làm cho đại Bồ Tát bất thối chuyển, ngăn cách sắc để hiển bày niết bàn, ngăn thọ tưởng hành thức để hiển bày niết bàn. Như vậy cho đến, ngăn cách tất cả hạnh đại Bồ Tát để hiển bày niết bàn, ngăn cách quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật để hiển bày niết bàn. Bạch Thế Tôn, thật kỳ lạ, Ngài đã phương tiện vi diệu, làm cho đại Bồ Tát bất thối chuyển, ngăn cách tất cả pháp, hoặc sắc hoặc chẳng phải sắc, hoặc hữu kiến hoặc vô kiến, hoặc hữu đối hoặc vô đối, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc cộng hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, để hiển bày niết bàn. Phật dạy, thiện hiện, đúng vậy, như ông đã nói, Như Lai thật kỳ lạ, đã dùng phương tiện vi diệu, làm cho đại Bồ Tát bất thối chuyển, ngăn cách sắc để hiển bày niết bàn, ngăn cách thọ tưởng hành thức để hiển bày niết bàn. Thế Tôn, thật kỳ lạ, ta dùng phương tiện vi diệu làm cho đại Bồ Tát bất thối chuyển, ngăn cách tất cả pháp hoặc sắc hoặc chẳng phải sắc, hoặc hữu kiến hoặc vô kiến, hoặc hữu đối hoặc vô đối, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc cộng hoặc bất cộng, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi để hiển bày niết bàn. Lại nữa thiện hiện, đối với nghĩa thậm thâm này, các đại Bồ Tát phải dựa vào nghĩa lý tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa, suy nghĩ thật kỹ, so đường quán sát, nên nghĩ thế này: nay ta phải trụ như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã dạy, nay ta phải học như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã nói. Thiện hiện, đối với nghĩa lý thâm sâu này, đại Bồ Tát nào có thể dựa vào nghĩa lý tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa, suy nghĩ thật kỹ, quan sát so lường, như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã dạy mà trụ, như Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết mà học. Đại Bồ Tát này do siêng năng tinh tấn tu học như thế, do dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, chẳng những khởi lên một tâm niệm mà còn có thể nhiếp thủ vô số vô lượng vô biên thiện căn, vượt qua vô lượng kiếp luân hồi sanh tử, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Huống gì thường tu Bát Nhã Ba La Mật Đa không gián đoạn, thường trụ tác ý tương ưng Bồ Đề. Thiện hiện, như người đam mê dục lạc cùng với thiếu nữ xinh đẹp yêu nhau cùng lập hẹn ước, nhưng thiếu nữ gặp trở ngại không giữ đúng hẹn, người này dục tâm hừng hẫy lan tràn. Thiện hiện, ý ông thế nào với đối tượng nào dục tâm người ấy lan tràn? Bạch Thế Tôn, do người thiếu nữ kia mà dục tâm người ấy lan tràn, nghĩa là nghĩ người kia sao chẳng đến đây cùng nhau vui chơi hưởng lạc. Thiện hiện, ý ông thế nào, người ấy suốt ngày đêm đã khởi lên bao nhiêu dục niệm? Bạch Thế Tôn, suốt ngày đêm người này khởi lên rất nhiều dục niệm. Phật dạy, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, khởi lên một niệm như Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói mà học,
thì vượt qua số kiếp sanh tử luân hồi như số dục niệm của người đa dục kia suốt cả ngày đêm. Thiện hiện Đại Bồ Tát này nương theo nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa đã thuyết, suy nghĩ tu học để được giải thoát, có thể ngăn cản những lỗi lầm của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nên Đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, tinh tấn tu học, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện nếu Đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết mà trụ trải qua một ngày đêm thì đạt được công đức. Nếu công đức này có hình tướng thì hằng hà sa số thế giới tam thiên đại thiên của chư Phật cũng không thể chứa hết. Giả sử có công đức khác nhiều như các sông hằng đầy rẫy cả tam thiên đại thiên thế giới chư Phật, đem so sánh với công đức này thì không bằng 1%, không bằng 1/1000, không bằng 1/1 rất nhỏ. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, bố thí cúng dường Phật Pháp Tăng Bảo, thiện hiện, ý ông thế nào do nhân duyên đây, Đại Bồ Tát này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, phước ấy vô số vô lượng vô biên. Phật dạy, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như thuyết mà học, trải qua một ngày đêm, sẽ được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là đường mà các chúng Đại Bồ Tát phải đi. Nếu Đại Bồ Tát đi đường này, nên mau tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, bố thí cúng dường bậc dự lưu Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán Độc Giác Bồ Đề Bồ Tát và Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, thiện hiện ý ông thế nào do nhân duyên đây, các Đại Bồ Tát này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, phước đó vô lượng vô biên vô số. Phật dạy, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, trải qua một ngày đêm như thuyết mà học, sẽ được công đức hơn kia rất nhiều. Vì sao? Thiện hiện các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, mau vào ngôi chánh tánh ly sanh của Đại Bồ Tát, lại lần lần tu hành các hạnh của Bồ Tát sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, giả sử trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tinh tấn tu học bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh ngự bát nhã, thiện hiện ý ông thế nào do nhân duyên đây, Đại Bồ Tát này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, phước đó vô lượng vô biên vô số. Phật dạy, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết mà trụ, trải qua một ngày đêm tinh tấn tu học, bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã, sẽ được công đức hơn kia rất nhiều. Vì sao? Thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là mẹ các Đại Bồ Tát. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có thể sanh ra chúng Đại Bồ Tát. Tất cả chúng Đại Bồ Tát đều dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, mau được viên mãn giáo pháp chư Phật. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, dù trải qua hằng hà sa số đại kiếp, đem pháp bố thí cho tất cả hữu tình, thiện hiện ý ông thế nào do nhân duyên đây, Đại Bồ Tát này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn rất nhiều, phước đó vô lượng vô biên vô số. Phật dạy, thiện hiện nếu Đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết mà trụ, trải qua một ngày đêm đem pháp bố thí cho tất cả hữu tình, sẽ được công đức hơn kia rất nhiều. Vì sao? Thiện hiện vì nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là xa lìa trí nhất thiết trí, nếu Đại Bồ Tát chẳng lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là chẳng lìa trí nhất thiết trí. Thế nên thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phải luôn không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, dù trải qua hằng hà sa số đại kiếp, tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, tu hành bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, tu hành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tu hành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ,
tu hành pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, tu hành năm loại mắt sáu phép thần thông, tu hành 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thiện hiện ý ông thế nào, do nhân duyên đây đại Bồ Tát này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều, phước đó vô lượng, vô biên, vô số. Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết mà trụ, trải qua một ngày đêm tu hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến tu hành trí nhất thiết tướng, sẽ được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Thiện hiện, vì nếu đại Bồ Tát không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có sự thối lui đối với trí nhất thiết trí thì điều này không thể có. Nếu đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có sự thối lui đối với trí nhất thiết trí thì điều này có lý. Thế nên thiện hiện, nếu đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phải luôn không lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, thiện hiện, nếu đại Bồ Tát xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa, dù trải qua hằng hà sa số đại kiếp tu hành các loại tài thí pháp thí ở chỗ thanh vắng, chú tâm suy nghĩ về phước mà trước đã tu, ban cho tất cả hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện, ý ông thế nào? Do nhân duyên đây, đại Bồ Tát này được phước nhiều chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, rất nhiều, phước đó vô lượng, vô biên, vô số. Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại Bồ Tát dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu đã thuyết mà trụ, trải qua một ngày đêm tu hành các hạnh pháp thí tài thí ở chỗ thanh vắng, chú tâm suy nghĩ về phước mà trước đây đã tu, ban cho tất cả hữu tình một cách bình đẳng, cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sẽ được công đức hơn trước rất nhiều. Vì sao? Thiện hiện, vì dựa vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu mà khởi lên sự hồi hướng. Phải biết đây là sự hồi hướng tối thắng,